Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, hôm nay á thì là ngày 20 tháng 10 nên trước khi vô video á thì mình sẽ gửi lời chúc tới các cái bạn nữ nè, các chị, các em cũng như là các mẹ sẽ có một ngày 20 tháng 10 cực kỳ là vui vẻ nè, hạnh phúc và thành công trong con đường mà mọi người lựa chọn nha. Thì hôm nay á mọi người, bởi vì là ngày 20 tháng 10 cho nên là mình sẽ quyết định làm cái video này á. Đó là mình sẽ đọc tất cả các cái hộp quà mà mọi người đã gửi tới cho mình trong thời gian gần đây, cũng như là các cái hộp quà mà mình đã được nhận ở trong cái ngày đặc biệt là ngày 20 tháng 10 á mọi người. Cho nên là mình sẽ ở nhà và chỉ có đọc hộp quà thôi, chứ mình sẽ không có đi đâu hết nha mọi người. Và trước khi đọc hộp thì mình cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người. Đó là mình không ngờ mọi người đã gửi cho mình rất là nhiều lời chúc luôn, không những là ở trên YouTube nè, ở trên Facebook, cũng như là ở trong game á mọi người. Thì do là nó quá là nhiều luôn á, chắc nếu mình mà đếm á chắc là phải cả ngàn tin nhắn luôn á, cho nên là mình không thể nào mà chết kịp được ấy, nên mọi người thông cảm cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ mở quà mà mọi người đã tặng cho mình, cũng như là mọi người đã gửi lời chúc đến cho mình, để cho mọi người cùng xem nha. Hộp quà đầu tiên mà chúng mình đến sẽ là của ai đây? Bây giờ mình sẽ mở lên và xem thử cho mọi người. Đầu tiên là của bạn Hương Long hả? Hữu Long mọi người, chị kết bạn với em đi. Trời ơi, tôi nhận được mấy cái hộp quà với tin nhắn kết bạn với em đi rất là nhiều luôn mọi người. 20 tháng 10 em tặng chị nè, kết bạn với em đi. Thì mọi người biết sao không? Bởi vì là chỉ có đúng là 100 người thôi ấy, cho nên là mình không thể nào mà kết bạn hết được, mọi người thông cảm với mình nha. Nghĩa nè, 20 tháng 10 chúc chị yêu quý vui vẻ nha chị yêu hả, chị cảm ơn Nghĩa nha. Rosie, em tặng người yêu về máy bay 20 tháng 10, để mốt chúng ta cùng đi du lịch nha. Ồ, dễ thương quá. Bé Rosie á là người yêu của mình đó mọi người. Mình hay nói là bé Rosie là người yêu trong game của mình đó. Tiếp lại là Nghĩa nữa nè, mời chị kết bạn với em đi. Thì mọi người nếu mà muốn kết bạn với mình á, mọi người cứ vô list bạn bè của mình, sau đó là bấm vào mấy cái bạn FDM mọi người, thì có rất là nhiều bạn vẫn còn chỗ, nên là mọi người cứ kết bạn với các bạn ấy, thì khi mọi người theo dõi là có thể đi câu chung với mình nữa nha mọi người nha. Tiếp là Chuột, cảm ơn vì đã kết bạn với chị. Ông Chuột này, ông là tài xế của mình mọi người, ông kết bạn với mình chắc là cả tháng trời rồi, bây giờ ông mới cảm ơn mọi người ơi. Chúc chị đang mua 20 tháng 10, chị cảm ơn Phúc nha. Tiếp theo là để món quà của ông quản gia, mọi người ông hô hồ. Chúc chị đang 20 tháng 10 vui vẻ, mạnh khỏe, xinh gái và thành công trong công việc nhá. Chị cảm ơn hô hồ nha. Đây là ông quản gia chất lượng của mình mọi người. Ông mới là quản gia của mình cả là lâu rồi đấy, từ hồi xưa tới bây giờ luôn. Đến hộp quà tiếp theo là của anh bạn thân của mình, anh Shinichi mọi người ơi. Chúc em 20 tháng 10 vui vẻ, xinh đẹp và thành công nha em. Cảm ơn anh Đức nha. Ui, ông tặng cho mình cái gì đây? Ông tặng cho mình cái đầu con dơi mọi người ơi. Mũ búp bê dơi nhìn rất là dễ thương này mọi người. Tiếp là đến với lại Mập Cư Tê nha. Cho em làm quản gia đi, chị Momo. Thì nếu bạn nào muốn làm quản gia thì hãy liên hệ với lại bạn Hua Hồ giùm chị nha. Đây này, ông Hua Hồ này mọi người. Ông mới là quản gia chính của chị á, nên là ông nào muốn kết bạn thì cứ liên hệ với ông nha. Chị đang ép em với, em chơi với chị lâu rồi, chị cảm ơn Linh nha. Nhưng mà chị nói ở đây là mọi người cứ kết bạn với lại mấy bạn trong list bạn bè của mình đi. Chứ bây giờ chị đã hết chỗ mục tiêu rồi, chị không thể nào mà xóa đi bạn nào được ấy, nên mọi người thông cảm với chị nha. Tiếp em chào chị Đam Hoa, chị cảm ơn Bo nha. Chú bé béo nhận quà từ em nè, chị cảm ơn nha mọi người. Mọi người á tặng cho mình rất là nhiều cây cũng như là chai rượu á. Thì hôm trước mình có nói với mọi người là mình sẽ làm nguyên thành một cái công viên mà được xếp bởi chai rượu với lại cả cây á mọi người. Nhưng mà hôm dạo gần đây á, mình có đi tiệc của mấy cái nhà mà có mấy cái mà leo leo lên trên vũ trụ á, thì mình nghĩ là sao mình không lấy mấy cái cây với lại mấy chai rượu đó để mình làm thành dạng như là cái đường mà trèo lên vũ trụ ta. Nhưng mà mình nghĩ làm cái đó chắc là khó lắm luôn ấy, với lại cả nếu mà mọi người mà trèo á chắc là quay qua chửi mình luôn á, bởi vì là mình trèo bằng cái block đã khó lắm rồi, mà nếu như mình trèo bằng cái chai rượu với lại cả cái cây này thì không biết nó khó cỡ nào ta. Mọi người nghĩ mình có nên làm không thì mọi người để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đập quà nè. Nhưng mà có một điều đó là mình dặn mọi người á, là mọi người đừng có tặng cho mình kiểu dạng như là cánh nè, hay là dép, hay là mấy cái đồ mà mắc tiền á. Bởi vì mình biết là mọi người
yêu quý mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà thật sự là cắn á, mình đã được tặng rất là nhiều rồi mọi người. Với lại cả đôi dép nữa, nó cũng 40 mấy kim cương á, thì nó rất là phí luôn. Nên là mình cũng không xài hết á mọi người. Nên là nếu như á, mọi người muốn tặng quà cho mình á, thì mọi người có thể tặng cây nè, hoặc là tặng chai rượu. Còn nếu như bạn nào mà có kim cương thì tặng vé máy bay là mình cảm ơn lắm rồi nha mọi người. Bởi vì những thứ đó thì mình sẽ sử dụng được. Còn mấy cái đồ kia thì thật sự là mình chỉ để giống như là trưng cho đẹp á, chứ mình không xài hết á mọi người. Mọi người nhớ nha, mình sẽ tiếp tục đập quà nha mọi người. Chị ơi, nếu game có ra cái kết bạn được từ 100 đến 300 người, chị nhớ kết bạn với em nha. Trời ơi, tội nghiệp quá. Được, chị hứa nếu như mà nó ra thêm cái chỗ mà kết bạn, chị sẽ kết bạn hết với lại những cái người mà đã theo chị từ đầu đến bây giờ nha mọi người. Bởi vì có nhiều bạn rất là tội nghiệp luôn. Mấy bạn ấy là giống như là chơi với chị từ lâu lắm rồi ấy. Chơi mà cả tháng trời ấy. Giống như từ lúc các bạn đã bắt đầu chơi cái game này cho tới bây giờ á, là các bạn ấy cứ chơi với chị hoài luôn á, nhưng mà lại không được chị kết bạn. Bởi vì thật sự là chị sẽ dành những cái chỗ kết bạn cho những cái bạn mà hay đi theo chị là một nè, với lại là hay online ấy. Thì như vậy thì sẽ cho những cái bạn mà không được kết bạn với mình á kết, thì các bạn ấy khi theo dõi thì có thể đi chung câu được á mọi người. Chứ mình không thể nào mà kết bạn được hết ấy, buồn ghê luôn á. Bây giờ mình chỉ ước là cái game này nó update ra thêm chỗ kết bạn á, thì có nhiều bạn tội nghiệp lắm, theo hoài luôn mà cũng không được kết bạn đó mọi người. Tiếp mình sẽ đến với lại Đức Anh nè. Chị cảm ơn mọi người nha. Có nhiều bạn gửi cho mình rất là nhiều luôn. Có mấy cái ông FDM, mấy ông kiểu dạng đi câu cá giống như là được lắm hay sao, mà thấy ngày nào cũng gửi cây với gửi rượu cho mình mọi người. Nhưng mấy ông này là đang dụ mình uống rượu để xỉn đi chơi với ông hay gì á. Hôm nay á, mọi người đã nhận được nhiều quà chưa với bạn nữ á? Hôm nay á, buổi sáng mình đi ra ngoài cổng á, tự nhiên cái mình có ông nào á, ông tặng bông cho mình đó mọi người. Ông để trước cổng á, rất là vui luôn. Nhưng mà lại không có để tên á, bởi vậy nên là mình không có biết là của ai để mình cảm ơn á. Nên nếu như mà cái bạn đó mà ví dụ có coi video của mình á, thì cho mình cảm ơn nhiều nha. Hồi trưa nay á, mình cũng được tặng bông nữa mọi người. Được tặng hai bó bông luôn á. Nhưng mà mình biết của mấy bạn mình á, nên là mình không có hỏi. Còn cái bạn hồi sáng nay để bông ở trước cổng nhà mình á, thì mình không biết là ai, nên là qua cái video này mình truyền thông điệp đến cho bạn ấy luôn, là mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mọi người á, tặng quà cho mình hay là tặng quà cho bạn gái cũng đừng quên là tặng quà với lại gửi lời chúc đến cho bà với mẹ của mình nha mọi người. Bởi vì đó là những người quan trọng nhất cuộc đời mình luôn á. Hôm nay có lẽ là ngày mà kiểu hạnh phúc nhất của mấy bạn gái luôn á. Còn mấy cái ông con trai thì mình nghĩ chắc hơi đau đầu chút xíu ha. Nhưng mà đâu sao đâu, cả năm mới có 2 ngày chứ mấy. Cho nên là lâu lâu thì mình làm đàn ông, người đàn ông ga lăng một chút được không mọi người. Bây giờ mình sẽ đập quà tiếp cho mọi người coi nha. Ông nào mà có quà, tặng quà tôi mà có mặt ở trên tivi á, thì đã vừa lòng rồi nha. Bởi vì có mấy ông á, hay gửi tin nhắn là em tặng quà cho chị để em được lên tivi đó. Thì đó, bây giờ mọi người được lên tivi hết rồi nha mọi người. Mình không ngờ là mọi người thật sự á, là dành tình cảm quá là nhiều cho mình luôn á. Bởi vì là chỉ trong vòng có 2 tuần hay gì á, mình nhận được rất là nhiều quà luôn mọi người. Và không những vậy á, lúc mà mình vừa mới đăng nhập game một cái á, mới gặp mấy ổng là mấy ổng đã em chúc chị 20 tháng 10 vui vẻ rồi, đẹp rồi. Nói chung là mình vui lắm mọi người. Thật sự là ở trong cái cuộc sống á mọi người, lâu lâu mình chỉ cần một chút khoảnh khắc mà nó nói thì sao ta, chỉ là những cái lời động viên hay những lời chúc thôi, nó đã làm cho bao nhiêu là cái mệt mỏi như căng thẳng của mình mọi người nó tan biến hết luôn đó. Mình nói thiệt. Nên là hôm nay mọi người có bạn hay gì á, đừng quên gửi lời chúc tới bạn của mình nha. Nhiều quà quá mọi người ơi. Mình nghĩ mà mình mà xây cái chèo chèo lên cái vũ trụ á, thì chắc là họ chèo mà chắc qua tới vũ trụ luôn chưa hết. Bởi vì mình nhận tổng cộng mà cây với lại rượu mình nhận đó giờ cũng phải gần cả ngàn cái luôn rồi đó mọi người, tin không, gần cả 1000 hộp quà như vậy rồi đấy. Thì mình nghĩ là làm sao mà cái nhà nào mà nó chưa đủ trời. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Mình xây cái nhà này á, mình sẽ mang mấy cái hộp chai rượu với lại cả cây á, mình mang qua cái nhà mà container mọi người, mình xếp hết ở bên đấy luôn. Mình sẽ xếp bên đấy thì nó sẽ thành một cái khu vườn rộng hay là rộng. Khi mọi người vô đó mọi người chơi là mọi người sẽ thấy liền luôn.
cái bạn Ria này mọi người, bạn tặng cho mình một cái cánh thiên thần với lại cả một cái đôi dép luôn. Trời ơi, chắc là bạn này phải dành tình cảm cho mình rất là nhiều luôn á. Nhưng mà thật sự á, mình cảm ơn bạn nha. Bây giờ mình sẽ để cái đó để giống như ở trong nhà để mặc cho mannequin á, chứ là mình đã có rồi á. Nên mọi người nhớ nha mọi người, mọi người thì chỉ cần tặng cây cho mình, hoặc nếu như mọi người có kim cương thật sự luôn á thì mọi người cứ tặng cho mình vé máy bay là được rồi. Chứ bây giờ mọi người tặng cho mình mấy cái đồ mắc tiền á, mình đâu có xài được đâu. Và mình cũng cảm thấy uổng lắm luôn ấy. Mọi người nhớ nha, mình dặn lại mọi người một lần nữa. Tới đây chắc là cũng sắp kết video rồi mọi người ơi. Mình đập nãy giờ là mỏi hết cả tay rồi đấy, nhưng mà mình thích. Nên mọi người cứ gửi cây cho mình là mình thích thôi. Bởi vì mình thấy đâu phải là cái cây mà nó không có giá trị đâu mọi người. Mọi người mua được cái cây mọi người cũng phải đi câu cá mới có cây, chứ đâu phải tự nhiên mà có cây đúng không. Cho nên là mọi người tặng cây với tặng rượu cho mình là mình đã thấy vui rồi. Và mình hứa là mình sẽ xây cái công viên ở bên cái nhà mà container của mình á. Mình sẽ xây công viên ở bên đấy. Mình xây toàn là bằng cái rượu với lại cái cây này luôn. Và mình nghĩ là trời ơi, bây giờ mình đang đau đầu quá mọi người ơi, không biết mình có nên xây cái nhảy lên trên cái vũ trụ quá mọi người, bằng cái cây với lại cái chai rượu này nè. Mọi người có ý tưởng gì không chỉ cho mình với, chứ bây giờ bảo mình xây á, thật chứ mình bị lú luôn đó mọi người. Mình đập quà tới đây cũng gần hết rồi nè mọi người ơi. Và cuối video thì mình gửi lời cảm ơn một lần nữa, thật sự luôn, từ trái tim của mình á. Gửi tới mọi người là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mọi người đã dành tình cảm cho mình. Cái kênh của mình thì nó cũng kiểu chưa có lớn lắm, nó mới là chạm mốc là gần 30.000 người đăng ký thôi à. Nhưng mà mình lại được rất là nhiều tình cảm từ mọi người, giống như là những người đăng ký mình đều là những người yêu quý mình thật sự luôn ấy. Cho nên là mình gửi lời cảm ơn một lần nữa tới mọi người rất 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 là nhiều luôn. Và qua cái video này á, thì một lần nữa mình muốn gửi lời chúc thật là nhiều niềm vui cho mấy bạn nữ nhân ngày 20 tháng 10 nha. Video của mình tới đây quá là dài rồi. Mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa tới tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.